Sài Gòn nha, cho bà con con số mặt hàng nè, bà con nào có làm được mặt hàng gì thì làm nè. Xe rùa nè, xe rùa chạy xăng là 500kg nè, xe năng đồ ở dạng xới nè, máy đầm cốc đầm bàn đầy đủ nè, đây đầm bàn đây, thường thường đầm này bán luôn nha bà con, đầm đàn phát điện 110 đầy đủ luôn, ở dưới này bán luôn nha bà con, lô mấy con thôi, lô pin, đầm bàn đây, xe năng đây, xe năng điện, xe năng bàn, xe năng tay đầy đủ nha, xúc xe đào luôn, gạch các gạch bê tông rồi luôn, xe đầm cốc luôn, đầm bà đầm chân voi luôn, đây máy bê bò đây, Isuzu luôn, xe năng Linder đây 2 tấn, đây xe năng điện đây, xe năng điện mới phải mấy bào đầy đủ nha, xe điện này còn chạy được á, bắt kèn là biết. Còn năng được bà con, còn năng được, còn chạy được, còn ngon, chạy được. Nissan luôn nha, xe điện đứng. Đây, số máy phát điện cách âm đây, máy phay, máy bào đây, máy gỗ đầy đủ đây. Con là thích cái gì thì alo đó nha. Xe năng tay đây, bơm tay lên. Đây xe năng điện đây con nè. Đây máy cắt lá chà, cắt lá rồi nè. Đây số máy bơm nước nè. Đây số máy bơm nước mini nè. Mới về luôn rồi con, mới cắt chà là đủ nè, CNC rồi máy bên nén khí chục chích nữa kìa, xe năng điện đứng nữa nè, đây tủ điện quá đẹp. Hệ thống đo ampe nữa mà con. Đây là tủ điện. Con mua gì chế gì chế. Motor ba lan đầy đủ. CNC luôn nè. Đây xe năng tay nè, năng điện nè, chạy vừa chạy điện luôn nè. Chạy 100kg rồi, 500kg nè. Đây xe năng dầu nè. Toyota nè. Máy dập sắt nè, Komatsu. Đây máy phát điện luôn. V8 nè. 8 máy. Máy còn mới chưa xài như bà con ơi. 8 máy V8. Tắm máy. Phát điện nha. Rồi nó nhiêu ca. Không thấy để nhiêu ca. Đây số ba lan nè. Phun thuốc phun voi nè. Điện nha bà con nó có nhu cầu luôn nè, 0886
6707.